Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tubi Football, nơi cập nhật những thông tin mới nhất và chuyên sâu nhất về thế giới bóng đá. Hãy nhớ subscribe và ấn nút chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất nhé. Và sau đây như thường lệ sẽ là bản tin chính xuất hiện trong tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Ở trận đấu rạng sáng nay ngày 1 tháng 3, Heerenveen đối đầu Twente ở vòng 25 giải vô địch quốc gia Hà Lan, thầy trò huấn luyện viên Sonny Jensen nhập cuộc hứng khởi để đẩy đối thủ vào thế phòng ngự. Sau 55 phút, đội khách dẫn 3-0 nhờ các bàn thắng của Hicham Fai, Chidera Esuke và Joey Verman. Đúng lúc này, hàng thủ đã làm ngắt quãng đà thăng hoa của Heerenveen. Twente tận dụng sơ hở của trung vệ Sven Botman khi hai bàn liên tiếp ở phút 65 và 72. Trong 20 phút cuối, hàng thủ đội khách liên tục chịu sóng gió vì Twente hứng khởi tràn lên. Thế nhưng, phải đến phút 90, huấn luyện viên Jensen mới ra cố hàng thủ bằng phương án Daniel Hoff thay cho Esuke. Sau trận đấu, cổ động viên phản ứng huấn luyện viên Jensen vì quyết định thay người. Cổ động viên Nguyễn Đạt viết, Heerenveen dẫn trước 3-0, rồi hàng thủ mắc sai lầm nên thủng lưới liên tiếp hai bàn. Huấn luyện viên Jensen tung tiền đạo Okat vào thay cho Halilovic. Okat thế chỗ Halilovic bị xuống thể lực, tiền đạo mang áo số 9 chỉ được chạm bóng 5 lần trong thế trận Heerenveen bị dồn ép. Trước đó, huấn luyện viên Jensen bổ sung Hamdi Akuzobi cho hàng tiền vệ, song cầu thủ này không có nhiều đóng góp với thế trận phòng ngự. Cổ động viên Barcelona bức xúc, Phan Hậu không được vào sân dù hàng thủ Heerenveen chơi tệ. Nhiều ý kiến tin rằng huấn luyện viên Jensen đã phản ứng chậm khi chờ đến phút 90 để tăng cường hàng thủ. Trước khi Hoff vào sân, một cầu thủ Twente thoát xuống đối mặt thủ môn Bernat. Đội khách gặp may vì cầu thủ Twente dứt điểm thiếu chuẩn xác, nếu không tỷ số đã là 3-3. Heerenveen xuất phát với bộ tứ vệ Van Rijn, Rejcevic, Botman và Florianus. Ngoại trừ Rejcevic chơi tốt, ba cầu thủ còn lại được Gusko đánh giá ở mức trung bình. Florianus liên tục để hỏng cánh trái, nhưng huấn luyện viên Jensen không thay đổi bằng Cordobert hoặc Van Hậu. Đây là trận thứ 3 liên tiếp, Heerenveen rơi vào cảnh công làm thủ phá. Họ bị Den Haag dẫn trước 2 bàn, sau đó may mắn gỡ hòa 2-2. Trước đó, Heerenveen thua ngược Vitesse vì những sai lầm đáng trách của hàng thủ. Hoff trở lại sau chấn thương và được huấn luyện viên Jensen tung vào sân. Nhân sự ở hàng thủ Heerenveen chỉ còn Phan Hậu chưa có cơ hội thử sức tại giải Hà Lan. Chuyên gia nhận định rất khó để Công Phượng chơi bùng nổ trước câu lạc bộ Hà Nội. Phóng viên người Anh BBC dự đoán tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ có trận đấu khó khăn trước câu lạc bộ Hà Nội. Công Phượng và đồng đội đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2020. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Hà Nội trong trận tranh sư cấp bóng đá Việt Nam vào ngày 1 tháng 3. Là nơi quy tụ của nhiều tuyển thủ quốc gia, trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thu hút nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Phóng viên tự do người Anh Bill Suzy rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á đã bày tỏ sự hào hứng khi nhận định về trận đấu giữa hai đội. Tôi đánh giá cao câu lạc bộ Hà Nội hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng thủ đô sở hữu đội hình có chiều sâu dựa trên những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Các cầu thủ trẻ của Hà Nội cũng chất lượng. Còn Thành phố Hồ Chí Minh, họ có một vài sự bổ sung trong mùa này, song hàng phòng ngự vẫn còn tồn tại những điểm yếu, không khó nhìn ra điều này qua các trận đấu của họ ở AFC Cup 2020. Với việc bổ sung Nguyễn Công Phượng, Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn trở thành đối trọng của Hà Nội trong cuộc đua giành ngôi vô địch V-League 2020. Đoàn quân huấn luyện viên Chung Hae-song đang trình diễn phong độ ấn tượng qua hai trận đấu đầu tiên ở AFC Cup 2020, nổi bật ở mặt tấn công là màn trình diễn của Công Phượng và Phi Sơn. Chúng ta đều biết Công Phượng đang chơi tốt, cậu ấy khao khát ghi bàn để tìm lại phong độ cao nhất của mình sau khoảng thời gian thi đấu không thành công ở nước ngoài. Phượng là cầu thủ tài năng nhưng những bản hợp đồng tồi tệ trong năm 2019 đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ cậu ấy. Đó là lý do Phượng khao khát ghi bàn vào lưới Hà Nội, Bill chia sẻ. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa thắng Hà Nội trong 4 lần đối đầu qua hai mùa giải gần nhất. Với Công Phượng, lần gần nhất mà tiền đạo biên chế Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn vào lưới Hà Nội là tháng 9 năm 2018. Theo Bill, sẽ rất khó để Công Phượng có thể thi đấu bùng nổ trong trận cầu sắp tới. Thành phố Hồ Chí Minh đang có màn trình diễn tốt ở FC Cup, nhưng V-League lại là một câu chuyện khác, không dễ để Công Phượng có thể thi đấu thăng hoa như những trận đấu ở FC Cup vừa qua. Trong trận đấu sắp tới, Công Phượng sẽ phải đối đầu với những đồng đội của mình trên tuyển quốc gia, những người được thi đấu thường xuyên và hiểu rõ phong cách chơi của Phượng. Câu lạc bộ Hà Nội cũng hiểu rõ lối chơi của Thành phố Hồ Chí Minh, nên tôi nghĩ đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn, kế viết người Anh chia sẻ. Phi Sơn tiết lộ bí quyết hợp tác ăn ý với Công Phượng. Trả lời phỏng vấn trong buổi tập trước trận tranh sư cấp quốc gia, tiền vệ Phi Sơn đánh giá cao Hà Nội FC nhưng khẳng định quyết tâm giành danh hiệu của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có một lợi thế khi đã được chơi 3 trận ở sân chơi châu lục mùa này. Điều này giúp các cầu thủ có cảm giác thi đấu tốt. Tuy nhiên, Hà Nội FC là một đội bóng rất mạnh với lực lượng đồng đều, đặc biệt là hàng công rất nguy hiểm.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng tới trận sứ cấp với tâm lý thoải mái và sẽ cống hiến một trận đấu hay cho người hâm mộ, Phi Sơn chia sẻ. Tiền vệ gốc Nghệ An chia sẻ rằng bản thân đang có phong độ tốt và bày tỏ mong muốn được trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Phi Sơn cũng đã tiết lộ rằng mình cũng đang nỗ lực để thay đổi lối chơi rất nhiều kể từ sau khi rời Sông Lam Nghệ An tới Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, tôi cảm thấy mình đang ở đội 9 và sung sức nhất, do đó tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để mang lại thành tích cho câu lạc bộ và mong được trở lại đội tuyển quốc gia. Đó là giấc mơ của bất cứ cầu thủ nào, Phi Sơn chia sẻ. Phi Sơn cũng tiết lộ bí quyết để hợp tác ăn ý với Công Phượng trên hàng công Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chiến thắng 3-2 trước Hungarian United hồi giữa tuần, Phi Sơn đã kiến tạo cho Công Phượng ghi bàn mở tỷ số. Tôi và Công Phượng nói chuyện với nhau nhiều, trao đổi tích cực trên sân tập cũng như bàn bạc với huấn luyện viên Chu Ngày Song. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với cả đội cũng rất nhuần nhuyễn, Phi Sơn chia sẻ. Huấn luyện viên Park Hang-seo không dự khán trận siêu cấp quốc gia. Theo dự kiến ban đầu, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dự khán trận đấu siêu cấp quốc gia giữa câu lạc bộ Hồ Chí Minh và Hà Nội FC trên sân Thống Nhất để theo dõi phong độ của các tuyển thủ quốc gia ở hai câu lạc bộ. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã quyết định sẽ không đến sân Thống Nhất, thay vào đó, ông sẽ theo dõi trận đấu qua truyền hình. Lý do được đưa ra là bởi những hình ảnh nghiêm trọng đang gây ra bởi đại dịch COVID-19. Ông Park dù không ở vùng tâm dịch tại Hàn Quốc nhưng vẫn có ý thức rất cao trong việc phòng chống dịch bệnh. Huấn luyện viên người Hàn Quốc không thực diện phải cách ly tập trung nhưng ông cũng hạn chế tiếp xúc với mọi người trong những ngày qua khi sinh hoạt tại nhà riêng trong khuôn viên VFF. Khi phải làm việc, ông Park cũng luôn đeo khẩu trang. Sự kiến đến ngày 7 tháng 3 tới, khi đã trải qua quãng thời gian 14 ngày kể từ khi trở lại Việt Nam, ông Park sẽ chính thức bước vào công việc một cách bình thường. Ở thời điểm ấy, huấn luyện viên Park Hang-seo mới có mặt ở sân vận động để theo dõi các trận đấu ở V-League. Cầu thủ Việt đau đầu tìm hướng xuất ngoại. Những năm gần đây, sau thành công của đội tuyển quốc gia trên đấu trường châu lục, những người hâm mộ được chứng kiến một làn sóng cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm, Văn Hậu. Tuy nhiên, đa số các cầu thủ đều không ghi được dấu ấn, khiến lãnh đạo các câu lạc bộ trong nước phải đau đầu tìm hướng đi cho các cầu thủ này. Năm 2019, hai gương mặt sáng giá của bóng đá Việt Nam là Xuân Trường và Công Phượng xuất ngoại nhưng đều đã chia tay câu lạc bộ của mình trước thời hạn. Tiền vệ Xuân Trường chính thức nói lời chia tay Buriram United Thái Lan chỉ sau 4 tháng thử việc. Trong thời gian thi đấu tại Thái Lan, những gì anh làm được là một bàn thắng và một pha kiến tạo. Trước khi đến Thái Lan, Xuân Trường đã được Incheon United Hàn Quốc ký hợp đồng cho mượn 1 năm. Còn Công Phượng được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho xin chuyền đơn bì mượn một mùa bóng nhưng đã về nước trước khi kết thúc hợp đồng. Trước đó, cầu thủ này cũng được Hoàng Anh Gia Lai cho Incheon United Hàn Quốc mượn đến hết mùa. Nhưng khi chia tay giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K-League, anh chỉ có 352 phút thi đấu, không ghi bàn nào. Công Phượng cũng từng khoác áo Mito Hollyhock Nhật Bản, nhưng tiền đạo sinh năm 1995 không đóng góp bất kỳ bàn thắng nào cũng như pha kiến tạo nào. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có thủ thành Văn Lâm đang thi đấu dưới màu áo của Măng Thông United Thái Lan và Văn Hậu đang thi đấu cho câu lạc bộ SC Leuven Hà Lan. Thế nhưng, Văn Hậu cũng đang trong tình cảnh sống Công Phượng, Xuân Trường. Chỉ thủ môn Đặng Văn Lâm có lẽ tạm gọi là trường hợp xuất ngoại thành công ở thời điểm hiện tại của bóng đá Việt Nam. Nhận định về những lần xuất ngoại không thành công của các cầu thủ Việt, cựu huấn luyện viên Đoàn Minh Sương cho rằng các câu lạc bộ nên có những sự chuẩn bị kỹ cho các cầu thủ. Ngoài ra, cần tìm hiểu về câu lạc bộ mà họ định đưa cầu thủ sang có phù hợp hay không để có quyết định chuẩn xác, không sẽ lãng phí tài năng. Hầu hết cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài chưa bảo đảm các yếu tố thể lực, kỹ năng, khả năng tư duy và ngoại ngữ. Hay nói cách khác, trình độ của các cầu thủ Việt Nam mới đáp ứng các câu lạc bộ trong nước chưa đủ đáp ứng yêu cầu cao của các câu lạc bộ nước ngoài. Bình luận viên bóng đá Hà Quang Vinh cho rằng các câu lạc bộ cần có kế hoạch dài hơi giúp các cầu thủ chuẩn bị kỹ năng từ việc học ngoại ngữ, rèn thể lực, kỹ thuật thi đấu tốt thì mới có cơ hội phát triển. Việc ra nước ngoài thi đấu nhưng lại phải ngồi trên ghế dự bị sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và cảm giác hụt hẫng của các cầu thủ. Đã có nhiều ý kiến cho rằng nếu thi đấu ở nước ngoài mà phải ngồi ghế dự bị thì về nước thi đấu sẽ tốt hơn. Chia sẻ về vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng việc được đến với một nền bóng đá có trình độ cao hơn rất nhiều so với giải vô địch quốc gia Việt Nam V-League cũng là một cơ hội rèn luyện của các cầu thủ. Họ cần có thời gian làm lại từ đầu để thích nghi với bến đỗ mới. Bóng đá không phải chỉ là việc ra sân mà còn rất nhiều yếu tố khác. Tôi không cho đó là thất bại của các cầu thủ, chỉ có điều các nhà quản lý cần có sự tính toán tốt hơn để các em thực sự được thi thố tài năng, chứ không phải xuất ngoại để chôn vùi những cơ hội, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định. Đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam vẫn chưa có cầu thủ nào thực sự thành công khi xuất ngoại. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng đi phù hợp, những cầu thủ Việt Nam xuất ngoại tiếp theo sẽ để lại nhiều dấu ấn hơn tại những giải bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao.
Vừa rồi là những thông tin bóng đá mới nhất trong ngày qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh 2B Football để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!